Chào mừng quý khách đã quay trở lại với công ty Tay Sun. Trên tay tôi là đang là cốc PCL-10B-3 và đây là cốc PC-1. Hai cốc này thì đều là cốc 1 lít, là 1.000ml là 1 lít đây, gen 3/8 và dành cho những súng VK-77, VK-200, Wider 2, những cái súng ở ngõng dưới 3/8 inch. Một cốc là có quai và một cốc không quai. Cái có quai thì là dòng cao cấp hơn, độ bền nó sẽ cao hơn. Còn cốc PC1 thì không có quai thì nó sẽ rẻ tiền hơn. Đây, cốc có quai. À, bóc cốc có tem và nhé. Hàng chính hãng nó sẽ có tem cảm thông tin mã số ở trên đây. Chất liệu nhôm thôi, ở trên này có chữ Anacota cài. Cái này nó sản xuất là cái kiểu khác so với những cốc khác. Cái này là nhìn này là nó không phải là dập, không phải là nguyên khối mà nó thành hai mảnh khác nhau. Nó có phần đáy này, nếu mà nhìn kỹ vào trong nó có kẽ, nhìn thấy kẽ luôn, dù nó không bấm bám cùng, nó không sơn, không chui vào trong, nhưng là rõ ràng khi sản xuất người ta sản xuất hai thành phần khác nhau, người ta ráp lại nên là nhìn kỹ nó sẽ có kẽ. Và đây lại này lại có cái một phần nhựa, đây là phần răng cho nó khít rồi, đây là còn có phần nhựa nữa. Phần nhựa đấy đúc một lỗ để thông khí này, đúc một lỗ ở đây thông khí và lỗ hơi này để ở vị trí này, hai lỗ là nó thông cho nhau thì là ở vị trí khác nhau, lỗ trong lỗ ngoài và quay cài vào ngoài, đặt vào trong đây, đặt quay đúng vị trí này, giờ cài ngang. Cài ngang, đây cái quai nó sẽ tiến được lên phía trên này. Đấy, tiến lên phía trên, giữ được chắc luôn. Đấy, cài ngang. Thiết kế cũng đơn giản thôi, không có gì đặc biệt cả. Đầu rem này là 3/8 inch. Ở đây nó có chữ Anacota, ngoài ra nó ở trên này nó không có in chữ Anacota. Đối với cái cốc PC2 hay PC1 thì xung quanh hàng chính hãng nó thêm có chữ Anacota đây, nhưng chắc là cũng không cần thiết đối với loại này, bởi loại những loại có quai như này của Anacota thì ở ngoài thị trường không có đồ giả, chỉ những loại phổ thông này mà không có cái quai thì đều bị làm giả, nên là chắc là thế, nên nó khá không cần in cái logo chữ Anacota ở đây. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.